Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình Vợ Chồng Son trân trọng cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu đã đồng hành cùng với chương trình. Alo bố à, cuối năm cưới ấy nhá. Vâng, đấy là câu cầu hôn của anh ấy đấy. Mỗi lần mà anh dọn nhà là anh lầu bầu kinh khủng khiếp luôn. Cái tật xấu của vợ em ăn vô tội vạ. Cái thứ hai là ở bẩn. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Mời hai em giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em muốn gửi lời chào tới chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Đoàn Thanh Tùng và nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên. Năm nay là em 32 tuổi. Mọi người thì thường gọi với em với cái tên là Tùng Min hơn là Thanh Tùng. Dạ. Tùng Min. Dạ. Tùng Min. Rồi mời em. Dạ em là Đỗ Thanh Hoa, em 29 tuổi, mọi người thì hay gọi em là Pông Chuẩn và em hiện đang là stylist thiết kế thời trang. Nhưng mà các em là ở Hà Nội hay là sinh sống ở Sài Gòn? Dạ bọn em đang sống ở Sài Gòn ạ. Hai em quen nhau từ khi nào? Cái ngày đầu tiên hôm đấy là cái ngày mà em vào hôm nay để nhận một cái dự án phim. Thì em có hẹn một người bạn cũng làm phim ở một cái quán cà phê ở nhà thờ. Thì cái cô này lại là bạn của người bạn em. Ê, đang uống cà phê thì cô đi ra, cô ngồi cùng nói chuyện. Thì lúc đấy em không để ý đâu, không có ấn tượng gì nhiều. Sau đấy thì em cũng tìm hiểu là cũng rất là cá tính. Thật ra cái gu của người con gái em thích ấy là không bao giờ được cao hơn em. Và không bao giờ là có nghĩa là sẽ làm cùng trong cái ngành giải trí. Đó, cho nên là em không thích cái điều đó. Sau dần dần thì bọn em có đi chơi. Bởi vì em vào hôm này thì em rất là ít bạn. Thì em gọi anh bạn của em thì anh ấy lại hay rủ cô bạn này. Thì tại anh bạn đấy hình như là thích em. Cho nên là hay rủ em đi chơi. Xong rồi lại rủ anh này. Dại dột thế chứ đấy. Nó nghe là rồi còn dạ. Em sao lúc mà em gặp anh này lần đầu tiên thì cái cảm giác em sao? Lần đầu tiên anh gọi anh Tùng là anh Tùng đang ngồi ạ. Cho nên là em không biết anh Tùng thấp hơn em. Nên em thích lắm. Trời ơi, nhìn cái mặt thôi, nhìn cái gọi là cái avatar ấy chị. Là em thích luôn. Chết đẹp mê. Trai, chết mê. Về sau thì em cũng chưa biết là anh ấy là có bạn gái rồi. Thì là em rủ anh Tùng hay rủ anh Tùng đi chơi chung với một đám bạn. Em thích ai là hình như là nó viết hẳn lên một cái chữ trên mặt là em thích anh lắm hay sao á. Thế là bạn em vừa nhìn một cái là biết em thích anh Tùng liền. Là này tránh xa ông này ra nhá, ông này có bồ rồi nhá, tránh xa ra. Rất là nhiều bạn em đều nói như thế và đến một cái lần mà em hoảng hồn nhất là một người bạn nói với em là anh Tùng có vợ và có con rồi. Thì em mới quyết định là không thích anh này nữa tại vì là trời có vợ có con rồi. Né liền. Thì em có hỏi một người bạn em thì hóa ra là anh này mới chỉ cầu hôn bạn gái. Mà cái việc cầu hôn bạn gái đấy rất là nổi tiếng, ai cũng biết hết, mình em không biết rồi. Thế xong rồi tối hôm đấy em về em search trên YouTube để em xem. Trời ơi khóc, quá trời khóc là gọi là như rơi từ trên tầng 48 của Bitexco xuống luôn. Em thất vọng mà gọi là tràn trề luôn. Ủa nhưng mà tại sao không tới? Bởi vì là cô gái ấy nói có là đồng ý. Nhưng mà sau đấy thì là cô ấy muốn đi du học ở bên Úc. Và cũng muốn là về sau là định cư ở bên đấy luôn. Còn em thì là bởi vì là công việc của em đang ở Việt Nam và em đang muốn làm theo những cái mà mình đang theo đuổi á, nên là em như phát triển sự nghiệp ở Việt Nam thì em không muốn sang bên đó. Và cuối cùng là quyết định chọn cô Bông này. Anh Bông, ủa cô Bông chứ. Anh Bông nữa. Anh Bông. Sao là anh Bông? Tại vì là em cũng không biết tại sao, chắc em men quá, ngày xưa em toàn để tóc ngắn. Nên lúc anh Tùng gặp em thì anh Tùng tưởng em là les một thời gian rất dài. Có lần nào cảm thấy là trở ngại với cái vấn đề đó không? Lúc đầu mà khi mà em nghĩ rằng là mình biết thực sự Bông là ai đó, Bông là người như thế nào, thì em thấy có chút trở ngại. Bởi vì em thấy là có khi là kiểu cô gái này muốn quen mình chỉ để làm bình Bông thôi. Bình Phong. Về phía Bông thì như thế nào? Từ khi mà quen Tùng á thì Bông có thay đổi về cái hình thức bên ngoài của mình? Em nghĩ là từ lúc mà em quen anh Tùng em mới trở thành con gái thật luôn á. tại vì đó là lý do vì sao em thích anh Tùng á. Bởi vì là anh Tùng là một người rất là đàn ông, mà em cũng là một người rất là đàn ông. Cho đến lúc em gặp anh Tùng thì em mới phát hiện ra có một người đàn ông hơn mình. Trong suốt 6 tháng đầu tiên là em gọi là yêu đơn phương anh này.
thì em có suy nghĩ là em sẽ làm single mom, em sẽ không muốn có chồng tại vì em cảm thấy đàn ông quá là tệ. Tức là tất cả mọi thứ đàn ông làm được em đều làm được, tại sao em lại phải có chồng? Nên là em sao tổng, sao, em muốn có sao? Cô ấy muốn sao? Xin giống em ạ. Xin giống em mà. Sao em phải kể chi tiết? Đúng rồi. Tôi nhắc vấn đề như thế nào nè. Lúc đấy là em bắt đầu em mới biết rằng là thần tượng mình quá mức rồi. Nghĩa là trước khi mà cô ấy mở lời ra là em muốn một đứa con, em bảo thế thì không được. Xong bắt đầu lúc đấy là gay gắt với em lắm, bảo là không cho những gì mà em muốn. Tại vì bản thân em lúc đấy là em nghĩ là anh Tùng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh Tùng là một người rất là thương gia đình á, cho nên là anh ấy muốn sống ở Hà Nội. Nên là em nghĩ là trời, ông này có thể đi bất cứ lúc nào, nên thôi tốt nhất là mình cứ chắc ăn đi. Lấy giống. Em muốn lấy giống từ ông này. Tại vì là đẹp trai, xong rồi là còn nhiều tài nữa, rất là giống bố, cái chuyện đấy được rồi. Còn chân dài giống em là ok, là kép vào là ok. Cho nên em mới quyết định là em xin anh này. Rồi đến cái lúc mà hai vợ chồng em được mời đi chụp một cái bộ hình cưới ở trên Đà Lạt. Đi lên đó thì gọi là trong người em cũng cảm thấy nó hơi kỳ kỳ rồi á. Rồi em mới bảo anh là em cũng cảm giác là hơi trễ mấy ngày rồi. Thế xong rồi về đến Sài Gòn thì anh ấy mới bắt em là đi mua que thử thai. Thử ra hai vạch. Thì mọi người cứ hỏi em là có được cầu hôn hay không. Đây là câu cầu hôn của anh ấy này. Alo bố à, cuối năm cưới nhá. Vâng, đấy là câu cầu hôn của anh ấy đấy. Còn em chưa bao giờ được nhận một lời cầu hôn nào cả. Là gọi cho bố vợ hả? Bố đó, anh ý bố, á bố Tùng á, đúng không? Dạ, em bố ơi, cuối năm cưới luôn. À, như vậy là nó là con trai hay con gái? Dạ, là con trai được bây úi giờ giời. Thôi xong, mừng quá. giống bố rồi, giống mẹ. Giống bố lắm á, em là đẻ thuê. Chân thì hơi dài. Dạ, chân thì lại giống em, mày giống quá. Vâng. Như ý em rồi. Dạ, đúng rồi, như ý em luôn. Em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Là bây giờ là được 6 tháng á. 6 tháng, dạ. Chúc mừng hai em. Dạ, em cảm ơn. Các em là lấy nhau bao lâu rồi? Bây giờ là vài ngày nữa là được tròn 1 năm ạ. Ồ, coi như là các em đã quen nhau nhiều năm, đúng không? Rồi cưới nhau như vậy, bây giờ về ở với nhau, bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Em nghĩ là cái việc mà em ghét nhất ở anh Tùng, thứ nhất là ngày xưa lúc mà quen em, trời ơi, nước hoa lúc nào cũng xịt thơm nức. Còn bây giờ thì suốt ngày cả cuộc đời em chỉ có, em nghĩ là lúc ấy lấy anh ấy là cả thanh xuân của em là đi ngửi tất của anh ấy và ngửi của lót của anh ấy thôi. Tức là anh ấy có một cái thói quen là anh ấy đi làm về là không bao giờ anh ấy để tất ở đúng cái chỗ quy định. Tức là tất của anh ấy lúc thì ở trên bàn ăn, lúc thì ở tivi, lúc thì gọi là vứt cả vào cái đống đồ quần áo sạch em mới giặt xong. Thì tất nhiên là em phải kiểm tra xem nó là sạch hay là bẩn. Là phải hỡi. Thì ngửi, trời ơi, có mấy lần em suýt ngất đấy anh ạ. Em gọi là tí ngất luôn. Cái thứ hai là mọi người thì nghĩ là rất là thích người đàn ông của mình gọi là giúp đỡ việc nhà, như em thì không nha. Bởi vì mỗi lần mà anh dọn nhà là anh lầu bầu kinh khủng khiếp luôn. Ví dụ là tại sao cái bình hoa này lại ở đây nhỉ? Sao lại ở đây nhỉ? Hôm trước anh để ở trên tủ lạnh cơ mà. Nhưng mà chính anh ấy là người đã bỏ xuống đấy ạ. Tức là mỗi lần mà anh ấy dọn là anh ấy bới hết tất cả mọi thứ ra giữa nhà. Xong rồi anh sắp xếp lại. Là tủ lạnh hôm nay ở đây, ngày mai ở kia. Tức là anh ấy thích làm mới như thế. Ok, dọn thì cứ dọn đi. Nhưng mà cứ cái kiểu lầu bầu ấy chị. Cứ làm cái kiểu lèm bèm. Tại sao cái nhà nó bẩn nhỉ? Tại sao nó lại như thế? Khó chịu lắm luôn. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu lắm, buông đi để tôi làm đúng không? Đúng rồi ạ. Mà vợ em có bao giờ làm đâu. Đúng rồi ạ. Chuyện nhà, dọn dẹp nhà, các thứ em toàn làm không. Rồi còn gì nữa bông? Anh ấy rất là nhây. Chọc đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ấy rất hay quay mấy cái clip mà lúc em xấu nhất. Để anh ấy đăng lên Facebook lúc mà em bầu á, em xấu, xong béo. Trời ơi, mà mặt anh ấy lúc mà anh ấy trêu em chị. Nào, làm mặt xấu đi chồng. Trời ơi, thế như một con khỉ đột ấy, em thật sự luôn. Cái mặt em xấu cỡ nào nó Tùng cho anh coi Tùng. Thật ra là em làm có bao giờ là xấu được đến mức khỉ đột đâu. Đâu mà thử coi, mong bây giờ mong kiểm chứng được rồi. Bây giờ anh ấy không làm đâu anh ơi, trời ơi, trước mặt nhiều người là anh ấy giống như lúc nào anh cũng như là một thần tiên, một gọi là đấng thần linh ấy, nhưng mà về nhà với em anh như thần kinh ấy. Rồi giờ hết chứ em? Em nghĩ là còn, nhưng mà thôi chắc em chỉ kể đến đây thôi. Tùng em ơi, cho anh cơ hội. Chắc bông nó có tật xấu đúng không Tùng? Ôi nhiều lắm anh, trời ơi. Nhiều kinh khủng anh, nhiều từ lúc mà ngày đầu tiên em gặp nó đã có rồi mà anh. Cái tật xấu của vợ em ấy là đầu tiên là như này, ăn vô tội vạ, ăn một cách kinh khủng luôn, ăn không có nếp luôn anh, không hề có nếp thế nào. Cái thứ hai là ở bẩn. Có nghĩa là em biết là cái ngày mà thường thường của phụ nữ ấy, là em biết là cái ngày đấy rất là tế nhị không? Không, ngày đấy là đòi. Thường thường là đèn đỏ thì người ta phải dừng chứ trời. Thôi nhưng có cho đâu mà kể. Lại không cho, trời ơi,
còn bắt em mặc áo mưa vào để cho cơ mà em không chịu chứ. Mà em biết là anh xạo thật sự luôn. Lại xạo, trên này là không được nói xạo, mình phải nói thật lòng. Được đấy. Tiếp nữa đi em. Yeah. Được đấy, được đấy. Cái nữa là ngáp rất là to. Phụ nữ thường thường người ta ngáp người ta phải che miệng. Không. Mỗi lần ngáp ở nhà hay ngáp ngoài đường là không, là ăn hết cả thế giới. Là mở hết cỡ luôn, mở một cách kinh khủng, cũng nghĩa là mở em cảm giác như kiểu là hôm đấy ngáp là sái quai hàm luôn. Mà không bao giờ biết lấy cái tay để che vào mà em. Nhưng mà em có ý kiến. Không, phần này phần của anh. Không, nhưng mà em cho em ý kiến một cái. Phần này phần của anh, phần nhưng của em qua trời rồi. Ơi, nhưng mà chị khi mà chị ngáp á mà có người chọc cái ngón tay vô cái mồm chị có khó chịu không? Rồi lần nào em ngáp ông cũng chọc thẳng không, cái ngón tay. Không, nhưng mà cái đấy lại là cái thú vui của em. Đúng rồi. Vợ em mà ngáp cái là em chọc nguyên cả ngón tay vào mồm luôn, là lúc đấy là ngậm luôn, là không ngáp luôn. Bây giờ thì em muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Thực sự là em cũng muốn là vợ em thay đổi một chút, là quan tâm đến những cái việc ở trong nhà nhiều hơn. Bởi vì ít ra là một người phụ nữ thì nên có những cái mà chăm lo trong gia đình nhiều hơn. Có nghĩa là khi mà em đi ra ngoài hay em về nhà, em cảm thấy là mình không phải là người phụ nữ, mình là một người đàn ông. Bởi vì em thấy là ở nhà em làm hết à. Chuyện gì ở nhà nấu cơm hay là giặt quần áo hay tắm cho con em làm hết. Thế nhiều lúc em nghĩ là chắc có lẽ là giới tính em sẽ phải thay đổi từ giờ đến cuối đời. Em sợ bể quá. Chị Tùng anh Bông. Thế còn Bông, Bông muốn dạ. Tùng thay đổi điều gì? Thực ra nãy giờ em kể xấu thế thôi chứ em cũng không muốn anh ấy thay đổi điều gì. Tại vì bản thân em lúc em chọn anh ấy thì em đã biết hết những cái của xấu xa đậy lại của anh ấy rồi. Em biết hết. Em còn nói vui là trên cái cuộc đời này có thể có nhiều người yêu anh hơn em, nhưng mà không có ai mà hiểu anh bằng em. Nhiều khi cáu thì cáu thế thôi, nhưng mà em cũng vẫn thấy vui. Đúng rồi, thực ra chị thấy vợ chồng tụi em á, nó dễ thương, dễ sợ luôn á. Quá dễ thương. Hai vợ chồng đều có những sở thích quái đản á. Đúng không? Đâu có ai thua hay đâu. Đúng rồi, đúng. Đấy là cái lý do tại sao mà em tìm được cái sự đồng cảm giữa em và em. Nói chung là em cũng quái đản. Nhưng mà chỉ có cái mong muốn của Tùng á, chị thấy em hơi lưu ý chút xíu thôi. Dạ. Hãy cho anh ấy là người đàn ông, chúng nó trổ thiệt đó em ơi. Dạ vâng. Trổ. Cho nên bây giờ là phải để anh trở lại tư thế người đàn ông. Dạ. Từ bây giờ. Nha. Yeah. Vâng ạ. Ôi, vợ chồng này quá đẹp đôi, quá hạnh phúc rồi. Anh chỉ chúc cho hai em cứ như thế này, cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Anh mua đồ lớn lắm. Thôi mình đi khách sạn đi. Anh hứa anh không có làm gì hết trơn á. Anh làm gì anh là con chó. Cho anh tới vô khách sạn, anh làm con chó cho em coi. Ủa, lúc đó mình cũng vô tư đi quên, mình chỉ biết mình chống cự thôi. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại đôi trai tài gái sắc này. Còn bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em. Dạ, dạ. Em chào anh Quốc Thượng, chào chị Hồng Vân và chào khán giả. Rồi mà hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Anh Tú, em năm nay 27 ạ. Hiện em đang là kỹ sư của công ty Mercedes-Benz. Dạ, em là người Sài Gòn. Còn nè. Em? Dạ, em là Nguyễn Thị Ngọc, năm nay em 26 tuổi. Dạ, em ở Đồng Tháp. Quê em, Đồng Tháp. Quê em ở Đồng Tháp nhưng mà em lấy chồng thì theo chồng về thành phố. À. Trước khi em làm kế toán mà khi mà có bầu em bé thì nên nghỉ luôn tới giờ luôn rồi. Ừ. Chồng nuôi là được rồi. Trời ơi, tao ngon xong quá. Xe dữ luôn á, thiệt á. Vì sao quen được ta? Hồi kỳ em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Gia Đình á, thì em có đi mùa hè xanh. Em sinh hoạt đoàn ở tại phường. Thì lúc đó em là đội trưởng của quản lý bên nhóm của cô bé này, bên sinh viên về. Sinh hoạt lúc đó ngay trăng cái bến cảng, ngồi bờ sông buồn buồn, cái trả lời cho nó bắt chuyện, trả thả thính mà. Em làm gì buồn quá vậy cô bé, này kia nọ, cái em nói, tại em nhớ nhà, chắc mai em không sinh hoạt đây nữa, em về quê vài bữa. Cái em trả cho anh theo dưới, em về quê dưới, tự nhiên cái môi mình chuẩn bị về. Cái gọi điện thoại cho em ơi về chưa anh qua rước. Rồi ảnh chạy qua tới phòng luôn. Ảnh nói về em. Cái mình nói chết rồi sao giờ trời đi về. Lén vô toilet rồi. Mẹ giờ ảnh đòi về rồi sao giờ mẹ. Thôi giờ sợ về con mình nó ngại đó con ơi. Rủ thêm mấy đứa bạn phòng trọ về đi cho nó đỡ ngại. Về xong ảnh trời ơi tắm xong leo lên cây bay xuống đùng đùng vậy đó. Mà anh to lắm nha, lúc đó 90 mấy ký lận. Bay xuống mà thiếu điều như là nước tràn lên bờ luôn vậy đó. Rồi sao nữa? Rồi trả theo em sao nữa? Theo đi theo dính dách luôn, làm như tỏ vẻ giống như là yêu thương mình để cho người ta biết, hàng xóm biết gì đó. Anh mua đồ lớn lắm đó, tại vì để cho đừng ai dòm ngó mình mà. Đây anh đang để ý mình.
mà dân Sài Gòn về nữa. Dân Sài Gòn về nữa. Rồi lúc đó thì em cũng ngại ngại, tại vì đâu có quen biết gì đâu, thì cũng nói chuyện bình thường thôi, nhưng cũng giữ khoảng cách vậy đó. Cái vài bữa sau cái bà đặt rủ đi chơi. Xong rồi nói anh với em bắt đầu chơi trò chơi nha, chịu không? Nếu 30 ngày á, sau 30 ngày á mà anh làm cho em rung động á thì hai đứa mình quen, còn không rung động mình làm bạn. Sau đó thì như thế nào? Thì cái chuyện sau 30 ngày đó thì bắt đầu quen. Trời ơi, anh biết hả, cái chuyện nắm tay như em nói thiệt vậy, cái chuyện mà từ đây lên cung trăng lên trời nó còn dễ hơn cái chuyện nắm tay vợ em nữa. Dạ. Không cho hả? Không có cho anh. Trời ơi, nắm tay cái mới xoay qua mới chị, trời trời này sao đẹp quá. Đó. Cái nắm đang được chuẩn bị xoay qua nắm cái, ô trời, con kiến này bò dưới anh, già dưới anh đó. Anh sợ luôn. Dạ. Nói chi mà cái chuyện hôn chắc là khó lắm đúng không? Ngay công viên ở quận 7 á, thì có cái công viên nói chung là cũng đèn hơi mờ mờ, tối tối nhẹ nhẹ thôi. Xoay qua mình định hôn chỉ một cái là chỉ lấy cái khẩu trang chỉ bịch vô một cái bịch. Dạ đó. Là chỉ biết mình chuẩn bị hôn rồi. Là bị đề phòng rồi. Nay bà đề phòng từ trời chiều. Mà vợ mình đang nó biết rồi, chuẩn bị sẵn sàng, cũng xoay qua nói em nói nghe nè em, cái kề kề mặt vô vợ cái. Vì anh mà em vừa kề vô vợ kề ra, vừa kề vô vợ kề ra. Đó. Anh biết mà kề một hồi xích mở băng ghế hết rồi nha. Bực quá rồi, con người khó chịu rồi. Trời ơi, người ta có bồ, người ta 6 tháng được hung rồi. Tôi có bồ gần cả năm rồi chưa được hung nữa. Người ta tức quá, anh nhào vô, anh nằm lăn lộn đè, rất đè hung bằng được thì thôi luôn. Ngồi xung quanh thì người ta tưởng vô là trời ơi, hai cặp này yêu nồng nhiệt dưới trời, nằm lăn lộn dưới đất. Đó. 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 Giờ tới đâu, bây giờ tới đâu thì tới như vậy chịu hết nổi rồi đúng không? Không được luôn, nằm lăn lộn, lăn nát cái công viên luôn. Lăn nát cái công viên mà không có trúng à? Không có trúng được cái gì luôn anh. Nó chắc banh cái bãi cỏ luôn mà cũng không làm ăn gì được. Dạ, không được. Cố mở cái khẩu trang, em cố dãy vụ, lăn qua lăn lại trên cái bãi cỏ. Mà qua lúc đó mình cũng vô tư đi, quên mình chỉ biết mình chống cự thôi, mình cũng không có để ý là mọi người có vợ mình hay không. Mà nói nghe nè. Dạ. Trong suốt thời gian mà yêu nhau á, chồng em có dụ em vô khách sạn. Cái giọng cái máu nó dạ. Bực lắm luôn rồi đó. Anh này mà đâu có vừa đâu, người Sài Gòn nữa mà. Rồi em sợ lắm, mà tại vì gái quê cũng nghe sợ cũng bị tai tiếng này kia nọ cũng giữ khẽ lắm. Bữa đó đi sinh nhật của đứa bạn thân, cái ảnh mô lắm. Giờ bọn ngủ đi chơi khuya lắm. Cái này gì thôi mình đi khách sạn đi. Anh hứa anh không có làm gì hết trơn á. Anh làm gì anh là con chó. Xong tới vô khách sạn, anh đập cửa cái anh nói à, anh làm con chó cho em coi. Anh làm con chó cho em coi. Trời ơi. Vô vô khách sạn là làm con chó này kìa. Em sợ em cái bọn kiếm chuyện đi vô toilet. Em đi qua đi vô đi ra vô hoài vậy đó. Cái ngồi cái tự nhiên nghe cái tiếng của nhỏ bạn thân. Tự nhiên sao nó dắt bộ nó cũng vô trong đó phòng kế bên. Liều mình luôn qua đập cửa nó. Ê mai kêu đại vậy đó. Cái tự nhiên cái nó mở cửa ra, thế là em qua bển em ngồi chơi quần. Chơi hai đứa nói chuyện tới sáng luôn. Cái là hai ông ngồi chờ. Cái là chắc là em nghĩ cái ông anh kia ông cũng hận em lắm. Nhưng mà tại vì giờ em sợ anh quýnh quá rồi, em không biết làm gì nữa hết trơn á. Vô tới đó là chắc là mần thịt rồi chứ không còn gì nữa. Lúc dạ. Đó cảm giác em sao Tú? Trời, anh biết mà, đàn ông trai mà anh vô giống như mình mẹ mẹ mở răng miệng mèo rồi. Đó rồi không ăn, không mừng, không vốn gì được. Tức bực lắm chứ bộ. Mà CD nghĩ lại thôi, này cái quê từ từ mình ăn anh. Mình ăn sớm không được. Dạ. Rồi sau đó bao lâu mới được ăn? Quen nhau 2 năm rồi em đi nghĩa vụ quân sự này, 2 năm nữa là 4 năm mà tới dần về cưới về nữa. Là khoảng 6 7 tháng nữa coi như là tổng cộng là 4 năm 7 tháng là em ăn chay thôi. Nó tới chừng mà mình được ăn mặn cái á, trời thiệt cái trong người cảm thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng, bồng bềnh lắm. Bồng bềnh. Dạ. Nó vui vẻ, nó hòa thuận gia đình, nó mình tình cảm hạnh phúc nó nảy nở liền. Mà đi lính nói chung là tự nhiên đâu nghĩ là quen lâu vậy. Đi mới được có một tuần cái bắt đầu hả thăm dò địa chỉ, cái bắt đầu lên thăm. Tuần nào cũng lên cho tới khi ra lính luôn. 3 giờ đêm là phải thức chạy xe máy lên tới trên tận Phú Giáo Bình Dương lặng đi thăm ảnh mà. Trời Tú, những lúc đó chắc càng thương bạn gái mình nữa đúng không Tú? Dạ, đó cũng là lý do mà em quyết định cưới sau khi em đi nghỉ vụ về. Đó là tuần nào cũng lên thăm anh. Dù mưa gió rồi nắng mưa này nọ, bất kể thời gian nào, cứ đúng thứ bảy chủ nhật là vợ em lên thăm. Thì sau khi mà tụi em lấy nhau xong đúng không, rồi em nói là 6 tháng sau thì mới có cái chuyện mà ăn mặn là dạ. Sao vậy, lý do gì kỳ vậy? Vợ em sợ đau. Em hỏi đau gì? Nói em anh cũng biết đi, sợ đau kỳ lắm. Ừ, ba cái chuyện đó người lớn làm mít nít ai đâu làm. Vậy nên anh mà cứ thuyết phục như cái 6 tháng trời vậy đó. 6 tháng trời. 6 tháng trời.
Em phải tự lực cánh sinh thôi còn. Sao vậy cưng? Dạ, sợ tại em sợ không biết sao nữa, tự nhiên hồi hộp cái sợ lắm, mỗi lần tên nhắc tới cái tự nhiên sợ cái thở không nổi. Rồi xong đó thì cái lần đầu tiên đó xong rồi thì có thấy giống như tưởng tượng như là mình suy nghĩ không? Nó cũng không quá như vậy, tại vì mình do mình thôi. Mà do mình cái áp lực quá. Dạ. Tìm hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà lý do gì mà sau 6 tháng vợ em cho em ăn mặn? Chiều đi làm về thay vì như người ta thì người ta làm 5 giờ chiều người ta về. Rồi em không có, em chơi em lang thang ở ngoài đường 7, 8 giờ tối, 9, 10 giờ về để cho chị ghen. Mà bà không cho tôi ra ngoài tôi kiếm mỡ tôi ăn vậy đó. Làm gì tôi cố tình vậy đó. Mà cũng không cho luôn anh. Chừng 6 tháng sau mà cái thiếu điều mà mình bạo lực hết nổi rồi, chống cự mình kháng cán hết nổi, mình phải nhẹ nhàng. Nói em ơi, thôi cho anh cái đi làm ơn, vợ chồng cưới về 6 tháng rồi. Mà tội dữ. Năn nỉ luôn, cái chỉ không biết sao cúng động cái tối. À làm đi vậy đó, nói cứ như là giống như làm việc gì á, làm đi vậy đó. Sau đó là tao nói đã gì đâu lắm luôn không Tú. Trời ơi, anh nghĩ đi 4 năm 6 tháng lên tới não luôn anh. Rồi xong sao rồi bữa đó là mấy cuốc? Dạ. Trời ơi, bữa đó là được có một cuốc là chỉ la làng rồi. Về sau là cho em cho tăng nhịp độ luôn, luyện tập luôn là 2 cuốc 3 cuốc. Xong cái có đợt là hai vợ chồng hăng máu lắm là quyết định không có xài áo mưa. Là hăng lên xong cho đã giờ ra thằng cu rồi. Quá ngon rồi đúng không nào? Tại vì hai vợ chồng thì định vài năm ổn định kinh tế trước, nên em nói thôi hai vợ chồng mình gán đi 2 năm phải có con để mình ổn định chút xíu để do nó đầy đủ. Ai về hăng máu quá ổng quăng một cái rồi xong tự nhiên cái lòi ra luôn à. Hằng máu cuốc quá cuốc mà. Bây giờ ở với nhau thời gian như vậy thì cô ấy ngoài cái việc mà đó cái việc mà trả góp rồi đó thì còn có những tật xấu nào nữa không? Trời ơi, bao luôn anh. Có cái tật bao xấu là bây giờ lao hoài không bỏ, đó là ngồi ngoáy cái lỗ mũi giống như là thiện xạ vậy á, ngoáy ra búng. Mà búng đâu phải là búng vị trí nào khác đâu anh, mà cứ đè ngay vậy nè, canh em đang ngáp cái búng là cứ bốc vô miệng rồi đó, rồi né kịp nữa chứ. Mà mỗi lần lâu có bị vô 1-2 phát là chỉ vỗ đùi chỉ cha chả chỉ cười giống như nít muốn ngủ. Đá bắn hay nó còn cái tính cứng đầu lắm anh, là trời ơi nó hoài mà nó lớn lắm hả? Kêu bả ra đứng giữa sớm bả la lên cái là phát thanh nguyên sớm, ai cũng biết cái tin tức nó tới rồi đó. Nhỏ con mà giọng lớn đúng không? Dạ. Trời ơi, bả nói dữ thần mà bả nói mà không nghĩ. Rồi, hết chưa? Giờ kể ra hết nghe, về tối ngủ không được. Bây giờ tới em đó, ảnh có thật xấu gì không em? Thật xấu hả? Ảnh không có chỗ nào đẹp luôn, nằm đêm trăn trở suy nghĩ hoài không hiểu sao cưới luôn á. Trời ơi, xấu mà xấu đâu chứ đó. Xấu vậy luôn á, xấu mà xấu lây hàng xóm luôn. Hay đi làm về mà không biết có tắm rửa sạch sẽ hay là có bị ngứa không, có bị rận hay không á. Mà cứ hay gãi mà gãi chỗ hiểm không à. Em nói mày, nhiều khi mẹ hay hỏi mày coi mày tắm rửa nó lại coi, mày coi nó có gận không, sao thấy nó gãi dữ vậy. Rồi còn gì nữa? Thương vợ rất là thương luôn, nhưng mà cư xử không khéo nhiều khi làm cho vợ bị hiểu lầm á, gia đình hiểu lầm á, cũng khổ hơn vợ lắm. Gia đình hiểu lầm em á? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mong muốn Tú thay đổi điều gì? Cư xử giữa vợ chồng nó khéo léo chút xíu để tránh gây phiền phức hiểu lầm với gia đình với nhau. Lại chịu tâm sự với em những cái công việc áp lực khó khăn của anh khi mình đi làm thôi. Tại vì em trông chờ để anh tâm sự để em biết là hai vợ chồng chia sẻ. Mà anh thì không tâm sự, anh tự hay quyết định một mình á. Được không Tú? Dạ được anh. Thế còn Tú mong muốn vợ thay đổi điều gì? Về cái tính nóng nảy hoặc là cái tính lèm bèm thì về cũng bớt đi. Người đàn ông người ta cũng có đôi lúc cần yên tĩnh. Để khi nào mà người đàn ông người ta bình tĩnh, người ta sẽ nói hết thẳng với vợ. Vợ em đôi lúc cũng hay ghen, thì mong là vợ tin tưởng mình hơn. Là bớt cầu nhau hơn, nhờ khéo léo hơn trong công việc gia đình. Thấy hai đứa thấy cũng dễ thương quá trời. Anh Thuận cười hí 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 hí. Chỉ có một cái là hai đứa đều nóng tính phải không? Dạ đúng rồi. Các em là ở chung nhà với ai? Dạ cha mẹ chồng với lại thêm một cặp vợ chồng là anh chị hai nữa. Thành ra mình ở chung một cái đại gia đình á, phải hết sức tế nhị, hết sức khéo á. Khi mình binh quá cái tự nhiên mọi người kia cũng bị chạnh lòng á. Ý là vậy, nhưng mình khéo khéo chút xíu để mà được cả tình cảm của mẹ lẫn vợ cũng dạ. Cảm thấy thoải mái nữa, dạ, đúng không? Dạ. Đó thì chị thấy riêng, chỉ có riêng vấn đề đó thôi. Chúc cho các em hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn hai đứa nha. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời cô dâu chú rể đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn ghét ăn món gì nhất? Wow. Vợ của bạn ghét ăn món gì nhất?
Rồi, mời Tùng và Bông viết xong quay ra. Rau dắp cá. Ông này chỉ có ghét ăn cá thôi à. Rồi, vợ của Tú ghét món gì? Mở ra. Bún bò Huế. Bún. Bây giờ bốc thăm cái này quề rồi. Rồi, như vậy mời hai anh chú rể bước lên một bước. Quánh tù xì nha. Rồi, chuẩn bị. Quánh tù xì. Như vậy thì mời cặp vợ chồng của Tú ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Chọn đi. Cho vợ chồng em chọn màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Tôi đã mất phần rồi sao? Rồi, vợ chồng của Bông và Tùng. Màu gì? Vợ chọn nha. Màu vàng ạ. Màu vàng. Chị chọn màu gì? Chị màu xanh. Màu xanh, tôi màu đỏ nha. Rồi, có ai nấy hưởng đi. Rồi, Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. Hai cặp vợ chồng khoan mở. Mời quý vị đếm nào. Wow. Bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. Đếm nào. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết.